không nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là những từ dùng để chỉ về một loại hạt nêm với tên gọi chung Ba Không. Chúng đang được bày bán công khai tại các khu chợ truyền thống và được tiêu thụ rất mạnh nhờ giá thành rẻ và sự gian lận của những người bán. Thưa quý khán giả, là một loại gia vị phổ biến trong mỗi bếp ăn của người Việt trong nhiều năm qua. Hạt nêm thường được dùng để tẩm ướp, tạo hương vị cho món ăn hoặc là dùng để nêm trực tiếp vào các món như là canh, lẩu, món xào rau củ, giúp cho món ăn thơm ngon, ngọt đậm đà hơn. Tuy nhiên, thị trường hạt nêm trong thời gian gần đây đang trở nên đáng lo ngại khi xuất hiện ngày càng nhiều những gói gia vị nêm Ba Không. Góc nhìn đa chiều ngày hôm nay xin đưa một cái nhìn cận cảnh để quý khán giả hiểu rõ hơn về thị trường này. Hạt nêm Ba Không tức là loại hạt nêm không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ, không hàng sử dụng. Các loại hạt nêm này hiện đang được bày bán tràn lan tại các chợ, không chỉ ở vùng nông thôn mà cả những đô thị lớn, với giá chỉ từ 30.000 đến 35.000 đồng 1 kg. Nguồn cung cực kỳ dồi dào, khách mua số lượng bao nhiêu có bấy nhiêu. Theo quy định, các loại hạt nêm tiêu thụ trên thị trường đều phải có hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng, thành phần, nhãn sản phẩm và được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận công bố chất lượng. Tuy nhiên, các loại hạt nêm Ba Không đang được bày bán trên thị trường không được kiểm soát bởi cơ quan quản lý nào và không có công ty nào chịu trách nhiệm về sản phẩm. Căn cứ theo các quy định của nhà nước thì loại hạt nêm Ba Không này vi phạm về quy định ghi nhãn cũng như nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Hạt nêm Ba Không đang bày bán trên thị trường không được kiểm soát bởi cơ quan quản lý nào và không có công ty nào chịu trách nhiệm về sản phẩm. Đặc biệt, môi trường ở chợ rất mất vệ sinh, ẩm thấp, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không phù hợp cho việc sang chiết hàng hóa, nhất là những sản phẩm dễ hút ẩm như hạt nêm, dẫn đến hiện tượng vón cục, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và sức khỏe người sử dụng. Thưa quý khán giả, dù tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro, nhưng các loại hạt nêm Ba Không này thì vẫn được bày bán hiên ngang tại các cửa hàng tạp hóa, chợ truyền thống, bất chấp nguy hiểm đến sức khỏe của người tiêu dùng. Và tại các nhà hàng, quán ăn bình dân và thậm chí là nhiều gia đình cũng vẫn vô tư sử dụng. Người ăn thì vẫn ăn và hầu như cũng chẳng ai đặt ra câu hỏi loại gia vị mà mình đang dùng có xuất xứ ra sao và liệu có an toàn hay không. Bởi vì những mặt hàng này đang đánh vào tâm lý chuộng giá rẻ của phần đông người tiêu dùng. 1 kg hạt nêm của một doanh nghiệp uy tín trong ngành hạt này có giá từ 60 đến 70 ngàn đồng 1 kg. Trong khi hạt nêm Ba Không lại có giá chỉ phân nửa sản phẩm chính thống. Quan sát thông thường chúng ta dễ dàng nhận ra hạt nêm Ba Không như thế này tại rất nhiều các sạp chợ. Loại hạt nêm Ba Không này được đựng trong bao ni lông với trọng lượng như 200g, 300g, 500g và không có bất cứ thông tin gì về nhãn mác, thành phần và hàng sử dụng. Thưa quý khán giả, theo các chuyên gia y tế, các loại hạt nêm Ba Không dễ có nguy cơ bị nhiễm khuẩn và nhiễm tạp chất từ điều kiện đóng gói không đảm bảo hoặc là do người sản xuất pha trộn tạp chất để tăng lợi nhuận. Đưa vào cơ thể những tạp chất độc hại trong thời gian dài sẽ gây ra các căn bệnh mãn tính, thậm chí là tăng nguy cơ mắc ung thư cho người sử dụng. Như vậy, để bảo vệ sức khỏe, người tiêu dùng trước tiên thì cần phải tẩy chay các loại mặt hàng Ba Không này. Và thay lời chào tạm biệt chương trình ngày hôm nay, Quỳnh Loan cũng xin được gửi đến quý khán giả một vài lưu ý sau đây. Nên mua các loại hạt nêm có bao bì, nhãn mác và nhà sản xuất rõ ràng. Hạn chế ăn hàng quán lề đường để tránh ăn phải hạt nêm Ba Không.